từ chỗ có tiền tỷ trong tay. Giờ thì ngay cả khu đầm tôm, nơi mà ông bà tổ tiên của mình yên nghỉ, ông Nghĩa cũng không giữ nổi. Bốn mảnh đất đã lần lượt đem đi cầm cố hết, nhưng cũng chưa đủ để trả lãi cho khoản tiền 300 triệu đồng ông vay của một người tên Dũng. Bất ngờ hơn, khi một ngày ông phát hiện hợp đồng thế chấp nhà đất của ông bỗng dưng biến thành hợp đồng chuyển nhượng. Tôi chỉ thế chấp cho nó cái thế chấp cái phần đất này thì có với cái nhà Cà Mau có 500 triệu thôi. Rồi tôi đã trả hết 200 triệu rồi, còn có 300 triệu nữa. Mà nó làm ra chuyển nhượng. Nó nói tôi là thiếu nó 1 tỷ mốt gì đó. Rồi nó lấy đất của tôi, trong đó có mộ mã ông bà tôi. Với lãi suất lên tới 20% một tháng, có khi mỗi tháng số tiền lãi phải trả tới 45 triệu đồng. Ông Nghĩa trở nên khánh kiệt. Đáng nói là hàng chục người ở Cà Mau đã từng sở hữu khối tài sản từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Khi vay tiền của Dũng đều trở thành trắng tay. Tính anh Dũng là giúp đỡ tụi em, nhưng mà rốt cuộc khi vô dòng là anh Dũng là không có làm theo cái lời mà lúc đầu tiên anh Dũng hợp đồng với tụi em. Anh Dũng là vô dòng thì lời chồng lời đi, rồi anh Dũng lấy bằng được nhà tụi em. Mới đầu lời ngon tiếng ngọt, thuận thảo người ta mới chấp nhận. Rồi sau á, bắt đầu đưa anh ta vô tình thế kẹt, rồi gài người ta đủ thứ điều hết á. Có nhiều cái mà kêu mà ký mà tầm bậy tầm bạ, kêu ký đi, ta không giết mày đồ đâu mà ai ngờ giết rồi. Không chịu được áp lực trả nợ, nhiều người chấp nhận mất nhà. Sợ bị siết nợ, nhiều người phải bỏ làng ra đi. Cuộc đời của họ bắt đầu chìm vào bóng đêm khi tín dụng đen như cái thòng lọng cứ siết dần vào cổ họ.